sĩ đã từ chối cái mũi của tôi. Tôi rất là buồn, nhưng mà tôi năn nỉ và thuyết phục bác sĩ. Bây giờ tôi tưởng tượng như tôi đã được hồi sinh cái mũi tôi, nó đẹp hơn cái mũi cũ nhiều đó bà Nga ơi. Hai, tôi tên là Nga. Tôi đã thực hiện nâng mũi sụn sườn tại trung tâm của bác sĩ Trần Phương được là 14 ngày. Cái mũi tôi là nó là dạng mũi bị hư, vì hồi xưa là tôi có bơm silicone mấy chục năm về trước đó, mà tôi đã nhiều lần, tôi phẫu thuật nhiều lần để tôi lấy cái silicone nó ra, nhưng mà nó cũng vẫn còn trong đó. Thành ra càng ngày nó càng, cái mũi tôi nó càng bị biến dạng, nó bị co rút cái đầu mũi lên, rồi hai cái cánh mũi tôi nó bị hỏng lên. Tôi cảm thấy nó quá tệ về cái mũi tôi, thì tôi cũng nhiều khi tôi cũng thất vọng, vì tôi đã làm nhiều lần rồi, làm cả 10 lần, 11 lần rồi, chứ không có phải là mới một hai lần đó. Bác sĩ tôi đi rất là nhiều chỗ nhưng không có chỗ nào mà được toại nguyện hết. Xong rồi tôi cũng không có ý định là tôi làm nữa. Nhưng mà sau khi tôi coi trên cái những cái clip của bác sĩ Phương á, tôi thấy bác sĩ làm nhiều cái mũi mà nó cũng giống như cái mũi của tôi, nhưng mà bác sĩ làm lại rất là đẹp. Thành ra tôi hy vọng là sẽ có một cái bàn tay coi như là vàng để cứu tôi, cho tôi thoát ra cái mặc cảm này đó. Thành ra tôi có quyết định tôi về, tôi gặp bác sĩ. Sau khi tôi làm xong rồi thì bây giờ tôi cảm thấy là tôi rất là ưng ý với cái mũi bây giờ của tôi. Nó đã hoàn thiện theo cái ý muốn tôi, tuy rằng nó không được 100% như những cái mũi mà bình thường tôi biết mà, nhưng mà cái mũi của tôi là mũi đại dạng, bị tôi gọi là biến dạng rồi đó. Rồi bây giờ bác sĩ đã thay đổi được cái khuôn mặt cho tôi, thành ra tôi cảm thấy tôi rất là vui. Gia đình tôi hả, chị em tôi đứa nào nó cũng nói hết, nó nói cái mũi kỳ này là thấy là hoàn hảo rồi, không bao giờ nghĩ là làm lại nữa hết đó. Thành ra tôi cảm thấy tôi có một chút yêu đời, và tôi cảm thấy tôi rất là vui và hạnh phúc với cái mũi này. Tôi không đòi hỏi gì được nữa hết. Tôi ở bên Mỹ thì tôi có coi rất nhiều những cái ca của bác sĩ làm đó. Thành ra tôi thấy cái niềm hy vọng của tôi cũng có đạt phần trăm, nên tôi quyết định đi về. Nhưng mà tại vì trước đây đó là về Việt Nam thì còn phải bị cách ly 15 ngày, thành tôi không có thời gian. Nhưng bây giờ Việt Nam đã không còn cách ly nữa, thành ra tôi quyết định bút vé tôi về liền. Sau khi tôi tới để bác sĩ tư vấn thì bác sĩ đã từ chối cái mũi của tôi. Tôi rất là buồn, nhưng mà tôi năn nỉ và thuyết phục bác sĩ. Thì tôi chỉ yêu cầu nó chỉ được hơn cái mũi này một tí thôi, chứ tôi không có yêu cầu bác sĩ phải làm cho tôi giống những người khác. Thì bác sĩ nói là bác sĩ sẽ cố gắng hết mình, bác sĩ sẽ làm cho tôi. Thì tôi rất là vui. Nếu mà mình đòi hoàn hảo quá thì bác sĩ sẽ bị áp lực, bác sĩ sẽ áp lực, bác sĩ sẽ không có làm được. Bây giờ đó là ngày hôm nay là ngày 14, tôi đã ra được cắt chỉ, và tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc khi nhìn cái mũi của tôi đó. Thành ra là tôi rất cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã cố gắng để làm cái mũi cho tôi, chứ nếu bác sĩ từ chối là thôi, tôi rất là buồn. Nhưng mà bây giờ tôi rất là vui, tôi vui lắm. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ làm lại cho tôi trong khi chưa có thám nẹp ra, thì về nhà tôi, các em tôi, rồi những cái người quen á ở gần nhà, người ta cũng nhìn, người ta cũng nói, trong khi chưa tháo nẹp người ta nói trời ơi, nhìn cái mũi bây giờ nó đẹp hơn cái mũi cũ nhiều đó bà Nga ơi. Cái tôi nói chưa có tháo nẹp mà, cái đến hôm tôi đi tháo nẹp về ai cũng trầm trồ. Thật tình mà nói, em tôi đứa nào nó cũng nói nhìn chị bây giờ cái sống mũi chị nó đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm rồi. Tôi nói cũng cảm ơn ông bác sĩ đó. Những cái ngày đầu tiên á thì nó cũng hơi khó chịu một tí, là tại vì cái mũi tôi nó bị nặng quá, thành ra nó bị sưng, thành ra là tôi thở nó hơi bị khó khăn, tôi phải thở bằng miệng.
Nhưng còn qua ngày thứ ba rồi thì nó đỡ hơn nhiều. Trong khi sau khi tháo cái miếng bông ở trong lỗ mũi ra thì tôi về tôi rất là nhẹ. Như cho đến bây giờ thì tôi cảm thấy là nó đã được gần được hoàn hảo rồi. Tôi rất là coi như là tôi lấy lại sức khỏe phong độ rồi đó. Sau khi cái ca phẫu thuật này, năm mũi sụn sườn này đó, tôi cảm thấy rất là xứng đáng. Cái quyết định của tôi quyết định rất là xứng đáng. Nếu mà tôi sợ tôi không dám làm thì bây giờ tôi không được cái mũi như thế này nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất tiếc một điều, cách đây 4 năm mà nếu tôi gặp bác sĩ Phương sớm hơn thì cái mũi tôi nó sẽ không bị như thế này nhiều. Thì bác sĩ Phương sẽ coi như là làm nó dễ dàng hơn. Đó, đến bây giờ thì cái mũi tôi nó hơi bị khó, nhưng mà bác sĩ Phương đã quyết tâm làm cho tôi được đẹp hơn cái mũi cũ nhiều. Tuy rằng không được 100% nhưng mà cũng được khoảng 80%. Coi như là cái mũi tôi bây giờ tôi tưởng tượng như tôi đã được hồi sinh cái mũi tôi, coi như là có một tay, một bàn tay thần thánh nào để làm lại cho tôi được có được cái mũi như bây giờ. Những nhân viên y tá của bệnh viện á rất là hoàn hảo, người nào tôi thấy cũng dễ thương. Bác sĩ Hạc và tới động viên và phân tích cho tôi rõ là như thế này thế kia, bác sĩ động viên cho tôi, bác sĩ có thăm khám và bác sĩ rất rất là thân thiện. Đó, những cô y tá cũng vậy, họ chăm sóc mình rất là chu đáo. Đó, coi như là thẩm mỹ bác sĩ Trần Phương rất là ok. Tuy rằng bây giờ cái mũi của tôi á nó còn sưng nhiều lắm, tại vì cái mũi tôi không phải mũi bình thường, thành ra là nó còn phải sưng, nó sưng nhiều. Trong thời gian tôi nghĩ chắc có thể cũng phải vài ba tuần nữa thì nó mới xuống bình thường được, nhưng mà tôi cũng sẽ chờ đợi cho nó có cái kết quả rất là đẹp. Tạm biệt mọi người và hẹn là sẽ có những cái clip về sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn rất nhiều.